gửi chú bánh và sữa nè. Chân chú hình như đang bị đau hả? Khi mà đi trao quà về thì có những đêm á ngủ không được, thì mình cảm thấy mình bé nhỏ, không đủ sức để tiếp được quá nhiều người. Mỗi lần mà đi chống dịch, niềm vui của mình là biết được là cái bầu nhiệt huyết trong con người mình nó cũng vẫn còn, vừa là hỗ trợ cho tất cả những người bạn bè thân và những người mình không quen biết. Cộng đồng thì có những người nổi cáu, đội ngũ nhân viên y tế cũng kể hôm nay con bực cái này, con bực cái kia. Nhưng mà tôi nói với các cháu là thôi, tất cả vì cộng đồng, để hướng tới một ngày thành phố mình không còn dịch bệnh. Khách sạn đây số lượng phòng cũng chỉ có 65 phòng cho cái đội ngũ mà họ đang chiến đấu và họ không quay về được với gia đình. Nếu chúng tôi không ca trận thì ai sẽ là người chiến đấu?